Rồi rất nhiều người inbox vào bên em hỏi cách sử dụng hai cái sản phẩm này, mặc dù là em cũng like rất là nhiều, giới thiệu rất là nhiều nhưng cũng có thể là các chị quên. Nên là hôm nay sẽ làm một cái video thật là ngắn gọn thôi, giới thiệu nhanh hai cái sản phẩm này cho các chị xài này. Trong cái thời điểm mà giao mùa như thế này thì các cái bệnh dịch cúm này, kể cả những cái dịch mà nó đang rất là gây hoang mang trong dư luận bình hiện nay, cái dịch corona. Đấy thì là cách sử dụng như sau. Cái tinh dầu tràm này này, là em đây là em nói luôn là cái cách sử dụng của nhà em. Tinh dầu tràm này em thường xuyên dùng như sau. Thứ nhất, đấy là nhỏ vào nước tắm. Đấy, nhỏ vào nước tắm sướng lắm các chị ơi, tắm giống như kiểu mình đi spa ấy, sướng lắm, phê lắm, đã lắm, được chưa? Thứ hai nữa là em nhỏ vào cái đèn xông tinh dầu để cho xông cho cả cái phân phòng mình, nó giúp kháng khuẩn này, lọc không khí trong căn phòng, được chưa? Tắm thì nó có tác dụng này, phòng cảm cúm cảm lạnh và giữ ẩm cơ thể rất là tốt, và nó có kháng khuẩn nữa. Đấy. Cái thứ ba nữa là đợt này các bộ y tế người ta đang khuyến cáo dùng cái tinh dầu tràm. Tại sao đợt này nó cháy hàng là vì như vậy, nên là rất là nhiều chị đặt hàng vừa rồi không có hàng, là các chị cũng thông cảm, về được có mấy lọ thôi, nên không nhanh thì cũng lại tiếp tục cháy hàng. Là vì bộ y tế người ta lại khuyến cáo là nhỏ vài giọt cái tinh dầu tràm này vào khẩu trang để tăng cái độ kháng khuẩn cho khẩu trang lên, dẫn đến tình trạng cháy hàng như hiện nay, được chưa? Cái khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải đấy, các chị nhỏ thêm vài giọt tinh dầu tràm vào nữa để tăng cái độ kháng khuẩn. Rồi là các chị có thể nhỏ vào cái nước lau nhà để mình có thể lau nhà kháng khuẩn, làm sạch cho cả nhà, được chưa? Đây là cái lọ tinh dầu tràm, cách sử dụng cái lọ tinh dầu tràm. Còn về cái cù là này thì nói chung là em bán nhiều rồi, hầu đa chắc các chị ngồi đang xem ở đây thì hầu đa đều biết đến sản phẩm này rồi. Đấy là nó có 3 công dụng: trị đau nhức xương khớp, trị côn trùng cắn và đặc biệt trị ho. Cái này là sản phẩm này là hàng bên em xách tay từ Thái các chị nhá, cam kết hàng chuẩn xịn, sai em đền 10 lần tiền, được chưa? Dùng không phê không đã trả lại em hoàn lại tiền, có thế thôi, được chưa nào? 3 công dụng: trị đau nhức xương khớp thì các chị đau nhức ở đâu thì các chị bồi đấy cho em, được chưa? Côn trùng cắn thì ví dụ như muỗi, biết côn trùng cắn các chị bôi cho em tầm 15-20 phút, khoảng tầm là 15-20 phút là các chị không có thấy ngứa nữa, và tầm vài tiếng thì sẽ vết muỗi và côn trùng là biến mất hoàn toàn luôn, cam kết với các chị như vậy. Và công dụng thứ ba đấy là công dụng trị ho, thì các chị bôi găng bàn chân đấy, bôi một chút vùng ngực và bôi một chút vùng lưng cho em để massage giữ ấm cơ thể và điều trị ho cực kỳ tuyệt vời. Còn tại sao bôi găng bàn chân mà lại điều trị được ho thì mời các chị lên mạng search cho em là dưới găng bàn chân nó có những cái huyệt, nó em nhớ nó là cái tên huyệt của nó là huyệt Dũng Tuyền, và khi các chị bôi và massage vào cái huyệt đấy thì nó sẽ giúp làm ấm cơ thể, lưu thông khí huyết và giúp điều trị ho cực kỳ tốt luôn. Cho nên là những bé nhà mình mới khúc hắc chớm ho, các chị dùng cù là này không thôi đã không cần phải dùng kháng sinh rồi, em cam kết với các chị như vậy luôn. Đây là một sản phẩm mà em dám cam kết với các chị là nếu các chị dùng không ưng không đã như lời em nói thì các chị trả lại em hoàn lại bác tiền, được chưa? Giá thì là 125.000 một lọ, và ngày hôm nay là giá là 89.000 một lọ, và khi các chị mua từ hai lọ nhá, tức là em coi như để các chị mua hai lọ là thành được áp dụng giá xỉ luôn rồi, được chưa? Nhà em thường dùng như sau. Đấy, như bé là cứ tắm này, đấy là cho vài giọt tinh dầu tràm vào, tắm xong thì bôi tí cù là dưới găng bàn chân và tí ngực tí lưng, cho nên là kể cả những lúc 9-10 độ C con em vẫn tắm bình thường. Nói chung là rất là vô tư luôn. Nói chung có hai sản phẩm này các chị không phải ngần ngại gì cả, vì trẻ con các chị biết rồi, kể cả những lúc trời rất là rét nhưng các bạn hoạt động rất là nhiều, cũng ra mồ hôi, cho nên là dẫn đến tình trạng là không có tắm thì các bé rất là khó ngủ. Đấy, con em mà không tắm các bạn rất là khó chịu, cho nên là kể cả những hôm trời rất là rét thì vẫn lôi nhau ra tắm được, bởi vì mình có những hai cái sản phẩm này nên mình cũng rất là yên tâm, không có phải lo lắng gì cả. Đấy, giá là 125.000 một lọ các chị nhá, được chưa? Tinh dầu tràm 125.000, nhưng cù là, riêng cù là thì các chị mua hai lọ sẽ được áp dụng với giá có 89.000 một lọ thôi, rất là rẻ. Hai cái lọ này các chị xài cả năm mới hết, nói chung là một cặp đôi như thế này, được chưa? Đấy, em sẽ giới thiệu nhanh, các chị nhanh nhanh tay để lại số điện thoại cho em nhá các chị nhá, vì số lượng nó không còn nhiều nên chị nào để lại số điện thoại lưu ý giúp em, nó hàng này đều hạn sử dụng đến 2022 nên các chị vô tư sử dụng cho em, nói chung xài cả năm không hết đâu ạ. Các chị nhanh tay để lại số điện thoại nhá, số lượng nó không còn nhiều, đợt này đang cháy hàng quá rồi ạ. Ok, vâng ạ.